đường vành đai 2 trên cao, đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng chính thức thông xe sau 4 năm thi công. Dự án dài hơn 3 km, mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Mặt đường rộng 19m, quy mô 4 làn ô tô, tốc độ cho phép 80 km/h. Trước đây đi lại rất bất tiện vì đường bị ngăn trở cho ô tô và ngay cả đi bộ rất khó khăn. Bây giờ thông đường thì rất là phấn khởi, nhất là Tết đến xuân về này, bà con đi lại đón xuân nó sẽ tốt lên rất nhiều. Việc hoàn chỉnh vành đai 2 nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường, gia tăng phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ của nhân dân trong khu vực, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hoàn thiện theo quy hoạch một trong những tuyến đường vành đai nội đô quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông chung của thành phố. Đường trên cao, vành đai 2 Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở dài hơn 5 km, nối liền 4 quận trung tâm Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và Thanh Xuân.